Hello, xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh bất động sản của Eman nha. Hôm nay thì Eman có một thiết bị quay mới của anh chị. Qua nhiều lần mà quan sát cái YouTube của Eman thì Eman thấy khi mà chúng ta quay bằng điện thoại nó khá là rung anh chị và chất lượng hình ảnh nó không được đẹp. Thì hôm nay Eman mới sắm một cái thiết bị quay mới của anh chị, Osmo Action 4, để đi quay review đất cho tất cả quý cô chú anh chị cùng xem nha. Và để xem cái chất lượng hình ảnh và chất lượng âm thanh ở trên cái thiết bị này nó có tốt hơn so với cái điện thoại không nha quý chị nha. Anh chị nào, quý cô chú anh chị mà xem video ở trên cái thiết bị mới này thì có thể cho em ý kiến phản hồi ở dưới phần bình luận nha quý anh chị. Và hôm nay thì em An đang có mặt tại Nam Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng quý anh chị, xã Nam Hà. Em An lại có một lô đất rẻ để muốn giới thiệu đến tất cả quý cô chú anh chị. Lô đất này với diện tích là hơn 500m2 quý chị, và mặt tiền của nó rơi vào 15m nha quý chị nha. Mặt tiền rất là rộng. Và bây giờ không để quý cô chú anh chị chờ lâu nữa thì em An sẽ tiến hành quay bằng cái thiết bị này luôn nha. Mà đây nha quý anh chị ơi, cái lô đất mà em An muốn giới thiệu đến tất cả mọi người đây. Từ vị trí cái cọc bê tông này quý anh chị này, kéo xuống 15m nha quý anh chị nha. Hiện tại thì đất người ta bỏ trống thôi quý anh chị, đất nền người ta bỏ trống thôi. Không có cái, không làm cỏ nên là nó hơi nhiều cỏ voi với lại hơi nhiều cỏ sữa quý anh chị. Thì lô đất này với chiều ngang mặt tiền là 15m quý anh chị, sâu vô tầm khoảng 35m quý anh chị nha. Và chỗ này thì vị trí này thì quy hoạch toàn bộ là thổ cư. Và cái đường rất là rộng này quý anh chị này. Đường này là đường 5m, mỗi bên có 1m mương máng đàng hoàng quý anh chị. Thế đất thì hơi chiền xuống, mình đứng ở đây thì nó hơi chiền xuống quý anh chị. Chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực bên kia luôn. Rất là rộng nha. Thì lô đất này có thể lên được thổ cư nha quý anh chị nha. Em check quy hoạch rồi thì có thể lên được thổ cư. Đó, xung quanh đây. Đường điện thì trước mặt. Đó. Nhưng mà lô đất này thì có một cái lỗi phong thủy anh chị, bị cái ngã ba nó đâm vô này quý anh chị. Nên là chủ nhà đang nhờ em An bán với giá cực kỳ rẻ quý anh chị. Chỉ 850 triệu cho cái lô đất này thôi. 850 triệu cho toàn bộ diện tích nha quý anh chị nha. Và dưới đây thì hôm nọ em An có bán một cái lô đất rồi anh chị, cũng diện tích là 15 x 35 luôn. Thì em An bán với giá là 1 tỷ quý anh chị. 1 tỷ. Hôm đấy chủ nhà nhờ em bán, chủ nhà nhờ em chào 1 tỷ mốt, em bán được 1 tỷ luôn này. Đó. Lô này thì có sẵn 100m thổ cư rồi. Tại vì dọc theo tuyến đường này này quý anh chị là quy hoạch thổ cư hết nha. Nên là anh chị không cần phải lo về vấn đề thổ cư. Anh chị nào mà không an tâm thì có thể nhờ địa chính xã check quy hoạch nha. Và nếu mà anh chị mà muốn có nhu cầu lên thổ cư thì em An sẽ hỗ trợ mình lên thổ cư. Thuế phí thì mình tự chi trả nha.
Từ đây mà chúng ta di chuyển ra đến ủy ban xã Nam Hà rất là gần quý anh chị. Mình di chuyển theo đường này thì nó rơi vào tầm khoảng 3 cây số quý anh chị. Còn mình di chuyển theo đường này thì nó xa hơn một xíu, hai đường thông mà. Đường này tầm cũng 4 cây. Từ đây mà chúng ta ra đến cái thị trấn Nam Ban thì nó rơi vào tầm khoảng 5-6 cây quý anh chị. Và chúng ta có thể nhìn thấy máy bay này. Anh chị có thể nhìn thấy máy bay này. Đó. Từ đây mà lên trung tâm Đà Lạt thì hơi xa một xíu anh chị, tầm khoảng 36 cây. Ra sân bay Đức Trọng thì tầm khoảng 23-24 cây, tầm đó. Và đây, chúng ta di chuyển dọc theo đường này là ra xã nha quý anh chị nha. View rất là thoáng. Nhìn được khá là xa quý anh chị. Nhìn xuống toàn bộ cái thung lũng phía dưới kia và nhìn được cái thôn Hoàn Kiếm 1 bên kia quý anh chị. Mấy cái nhà đó là thôn Hoàn Kiếm 1 đó. Và với diện tích là 515 nhân cho 35, hơn 500m2 quý anh chị, 507m2 thì chủ nhà đang nhờ em An bán với giá là 850 triệu còn thương lượng nhẹ quý anh chị nha. Mọi thông tin của lô đất này thì em An xin phép để ở dưới phần mô tả quý anh chị nha. Anh chị nào mà quan tâm đến lô đất này thì có thể liên hệ trực tiếp với em An để em An hỗ trợ đi xem. Anh chị xem video nhớ ủng hộ em An bằng cách bấm cho em một like và nhớ đăng ký kênh quý anh chị nha. Em An hôm nay em An quay bằng cái thiết bị mới này quý anh chị. Thì khi mà tất cả mọi người xem video của em An mà thấy cái chất lượng âm thanh và hình ảnh nó như thế nào thì có thể cho em ý kiến phản hồi ở dưới bình luận nha quý anh chị. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến video của em An. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị ở những video săn đất tiếp theo. Xin chào.